Pau FC chốt sổ hai bản hợp đồng đắt giá, Quang Hải và đồng đội sẽ được hưởng lợi. Ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Pau FC đã kịp mang về thêm hai bản hợp đồng có giá trị ở hàng tiền đạo và phòng ngự. Trang chủ của Pau FC vừa xác nhận họ đã ký hợp đồng thành công với hai cầu thủ gồm tiền đạo Pep Ibnuba và hậu vệ Nathan Monzango. Xét về phong độ hiện tại của Pau FC, đây là sự bổ sung cần thiết. Pep sẽ chơi cho Pau FC bằng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết tháng 7 năm 2023. Để có được chữ ký của tiền đạo 29 tuổi, Pau FC chấp nhận trả cho Le Havre số tiền 800.000 euro. Trong bối cảnh mê đồng Jorger lẫn Zatara chưa thể hiện được nhiều, sự xuất hiện của Pep hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công của Pau FC. So với hai trung phong trên hàng công của Pau FC, Pep có giá trị lớn hơn. Theo Transfermarkt, chân sút mang hai dòng máu Senegal và Mauritani được định giá khoảng 800.000 euro, trong khi mê đồng Jorger có giá 200.000 euro và Zatara là 175.000 euro. Pep khởi đầu sự nghiệp ở giải vô địch quốc gia Senegal và từng đạt danh hiệu vua phá lưới ở mùa giải 2015-2016 với 17 bàn thắng. Sau đó, anh tiếp tục chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Adder Lebanon trước khi đầu quân cho Chamois Niet ở Ligue 2 mùa bóng 2020-2021. Tại đây, chân sút sinh năm 1993 thi đấu ấn tượng khi ghi 15 bàn thắng sau 43 trận đấu. Giá trị của Pep ở thời điểm cao nhất đạt 1.5 triệu euro. Ở mùa bóng 2021-2022, Pep tiếp tục đầu quân cho Le Havre với giá 1.2 triệu euro. Anh chơi cho đội bóng mới 28 trận và ghi được 4 bàn thắng. Đến thời điểm hiện tại, Pau FC mới ghi được 3 bàn thắng sau 6 trận đấu nhưng đều do các tiền vệ thực hiện. Đó là thực trạng đáng báo động với huấn luyện viên Tholot. Sự có mặt của Pep với kinh nghiệm thi đấu Ligue 2 có thể giúp hàng tiền đạo Pau FC tối ưu các đường lên bóng một cách hiệu quả nhờ vào sự sáng tạo của Henry Savery, Silves hay Quang Hải. Điều này được kỳ vọng đưa Pau FC vượt qua được cơn khô hạn bàn thắng. Một sự bổ sung chất lượng khác đến từ trung vệ người Pháp Nathan Monzango. Trước đó, Pau FC đón nhận tin không vui khi đội trưởng Anthony Baptiste dính chấn thương nặng và phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng. Theo thông tin được Pau FC công bố, Nathan Monzango là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên. Cầu thủ sinh năm 2001 thi đấu cho Amiens Sanche từ năm 2020, từng được định giá cao nhất khoảng 800.000 euro. Tuy nhiên, giá trị của Nathan Monzango khi chuyển đến Pau FC chỉ còn khoảng 400.000 euro. Ở mùa giải trước, Nathan thi đấu tổng cộng 21 trận cho Amiens ở Ligue 2. Hàng thủ đang là vấn đề khiến huấn luyện viên Tholot đau đầu khi Pau FC chính là một trong những đội bị thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại, 11 bàn. Nathan Monzango được kỳ vọng sẽ cùng Xavier Cuosi hay Jean Ruiz tạo nên sự chắc chắn trước khung thành của Alexander Oliveira. Việc Pau FC mang về cùng lúc hai bản hợp đồng mới là kết quả nằm trong dự tính trước đó của huấn luyện viên Didier Tholot. Dù Pau FC đang xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng, song vị chiến lược gia 58 tuổi đang bắt đầu cho thấy sự thay đổi đáng khích lệ, nhất là việc cầm hòa đội đầu bảng Ken ở vòng 6 vừa qua. Như vậy, kết thúc kỳ chuyển nhượng, Pau FC đón tổng cộng 16 tân binh, bao gồm cả Quang Hải. Đa phần trong số đó đến từ dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng tự do. Ở chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Didier Tholot cũng chia tay 15 cầu thủ. Ở vòng 7, Pau FC sẽ tiếp đón SD Itin trên sân nhà lúc 1 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9 giờ Việt Nam. Đây là đối thủ được đánh giá vừa tầm với Quang Hải và các đồng đội để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Ligue 2.